Thưa quý vị và các bạn, tại hội chợ triển lãm quốc tế về công nghệ thông tin CeBIT 2006 diễn ra tại Đức, các công ty công nghệ thông tin của Trung Quốc đã trình diễn những sản phẩm rất ấn tượng của mình tại hội chợ này, trong đó phải nói đến là sản phẩm máy vi tính giá rẻ Miricator. Máy tính giá rẻ Miricator là một sản phẩm gây bất ngờ cho người tiêu dùng ở châu Âu. Một máy tính hẳn hoi, bao gồm cả hệ điều hành và phần mềm mà giá chỉ bằng một nửa so với một chiếc máy nghe nhạc MP3 iPod Nano. Miricator chạy trên hệ điều hành Linux OS nền Linux. Các phần mềm kèm theo như trình duyệt web Firefox, trình quản lý mail Thunderbird, phần mềm xử lý văn bản Red Office, phần mềm gọi điện thoại trực tuyến Skype và một số phần mềm xem phim nghe nhạc được tích hợp sẵn. Cấu hình của Miricator cũng là một điều đáng chú ý vì Miricator trang bị ổ cứng 40GB, bộ xử lý Gaussian 2C 800MHz, bộ nhớ 256MB, trang bị 4 cổng USB 2.0, cổng Vega Out và cổng TV Out. Trọng lượng của Miricator khoảng 400g. Nhà sản xuất Trung Quốc Yellow Ship River Miricator INC thông báo giá của Miricator tại hội chợ CeBIT 2006 là 146 USD. Để tìm hiểu rõ về sản phẩm này, các bạn có thể vào trang web http://yellowshipriver.org.